Trận nèo số 3 của nữ Đô Nguyễn Trà My Hà Nội mang trang phục của đỏ nữ gặp Đô Triệu Thị Yến mang trang phục của xanh Thái Nguyên xin theo mời hai lô vào nghe trọng tài chống xe đạp. Trận thi đấu bắt đầu. Thank you.
viên là thi đấu mà mất rất nhiều sức, bởi vì là các điều đang tập luyện và thi đấu theo luật và tự do. Như vậy là vừa rồi tôi có mắt một nước, như vậy là cái luật của dân tộc, như là vận động viên Đô Phố Xanh đã bốc nổi hai chân Đô Phố Đỏ lên. Như vậy Đô Phố Đỏ nhất thắng là leo số 4 của nữ. Xin lỗi Đô Phố Xanh, tôi bị trọng tài che mắt cho tôi không nhìn nó. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Quang Chính, huấn luyện viên trưởng đội tuyển vật Việt Nam, nên trao giải leo thường cho Đô Phố Xanh.